Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin sau khi hạ 5 tướng cảnh sát biển, ông Trọc, Nam Tiến và hạ tiếp 2 tiếng, ai sẽ bị? Trước thềm hội nghị Trung ương lần thứ 5, ông Tổng Bí thư của Việt Nam Nguyễn Phú Trọng càng cho bắt bớ ngày càng nhiều. Không những bắt bớ mà ông còn cho cách chức và kỷ luật vô số quan chức của Đảng. Những người nhúng chàm mà không có quen biết với ông Trọng đều phải run sợ không biết họa ập đến mình bất cứ lúc nào. Được biết, sau khi bắt giam 5 ông tướng công tác trong lĩnh vực cảnh sát biển, thì nay ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật tiếp 2 tướng. Xem ra, ông Trọng thích sở gáy tướng tá. Quy trình của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy. Trước khi bắt thì phải xử lý về mặt đảng, mà xử lý về mặt đảng chủ yếu là kỷ luật. Còn hình thức kỷ luật như thế nào cũng tốn rất nhiều thời gian để bàn bạc. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người mà làm cho nhiều kẻ phải khiếp sợ. Vẫn như thường lệ, mũi nhọn tấn công vào các cá nhân lâu nay, ông Nguyễn Phú Trọng thường dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành kỷ luật. Được biết, ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trọng nắm vị trí trưởng ban để tiện xử lý kỷ luật rất nhiều người. Vào ngày 21 tháng 4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Trinh, nguyên Giám đốc Bệnh viện 30 tháng 4. Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 4. Ủy ban này đã xem xét nhiều nội dung, trong đó có đề xuất, đề nghị của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách Trung tướng Hồ Thanh Đình, cựu Ủy viên Ủy ban thuộc Đảng ủy Công an Trung ương, cựu Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục Bắt buộc, Trường Giáo dưỡng, Bộ Công an, do đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát trong việc đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân Phan Xảo Nam, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của Bộ Công an. Đây là hình ảnh thông báo kỷ luật 2 ông tướng. Ngoài ra, Ủy ban này còn cảnh cáo Thiếu tướng Tống Mạnh Trinh, cựu Bí thư Đảng ủy, cựu Giám đốc Bệnh viện 30 tháng 4 của Bộ Công an do đã vi phạm quy định đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế và thanh quyết toán bảo hiểm y tế. Việc mua sắm thiết bị y tế làm vấn đề nhức nhối trong các bệnh viện công hiện nay. Tại kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng đã có được kết luận sai phạm của các cá nhân này. Và tại kỳ họp lần thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khiển trách các nhân sự như Đinh Trung Phụng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Cao Sơn, tỉnh Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình do vi phạm các quy định trong quản lý đầu tư xây dựng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng có vai trò giám sát, tuy nhiên họ không chỉ giám sát mà còn có quyền kiểm tra và kết tội tập thể hoặc cá nhân về mặt đảng. Thực hiện vai trò giám sát, ủy ban này cũng đưa ra kết luận như sau. Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân, Bộ Quốc phòng nhiệm kỳ 2015-2020 đã có một số sai phạm, khuyết điểm trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát và quản lý sử dụng vốn của doanh nghiệp và việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo kiểm tra một số tổ chức đảng trực thuộc có liên quan đến những vi phạm, khuyết điểm và yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Vạn Xuân phải kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân kịp thời khắc phục, sửa chữa những sai phạm, khuyết điểm đã được chỉ ra, báo cáo kết quả của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đây là hình ảnh kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Cách xử lý của Đảng Cộng sản là như vậy, cứ mỗi cuộc họp xử lý một ít, vì thế đến kỳ họp lần sau, khi mà nhận về kết quả báo cáo, ủy ban này sẽ giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác nữa. Với cách làm như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng như trồng thỏng lọng từ cá nhân sai phạm và siết dần, rất khó ai có thể thoát được.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sài Gòn có biến, Nguyễn Văn Nên ra tay thanh trừng hàng loạt. Nếu nói ông Nguyễn Phú Trọng là ông trùm của Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc với quyền lực tuyệt đối, muốn chạm ai thì chạm. Thì ở Sài Gòn, ông Nguyễn Văn Nên là vua một cõi với vị trí là bí thư thành ủy. Việt Nam có tất cả 63 đơn vị hành chính gồm tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính mạnh nhất, mạnh cả về kinh tế và quyền lực chính trị. Trước đây, ông Lê Thanh Hải làm bí thư thành ủy cũng là ông vua một cõi. Đôi lúc ông không nghe trung ương. Với vị thế ông vua một cõi như thế, trong 10 năm nắm quyền ở thành phố này, thế lực của ông Lê Thanh Hải vững như bàn thạch. Mặc dù ông Hải đã rời chiếc ghế quyền lực được 6 năm, nhưng lò ông Trọng vẫn không thể nào chạm tới ông được. Như thế để thấy rằng sức mạnh của người đứng đầu thành phố lớn nhất đất nước này, nó quyền lực vô song ra sao. Đây là hình ảnh ông Lê Thanh Hải, một thời là ông vua một cõi. Nếu nói việc trừng phạt các ủy viên Trung ương Đảng và ủy viên Bộ Chính trị hiện nay có dấu ấn của ông Nguyễn Phú Trọng, thì việc thay đổi nhân sự cấp thành phố ở Sài Gòn mang dấu ấn của ông Nguyễn Văn Nên. Từ khi ông Nguyễn Văn Nên về thay thế ông Nguyễn Thiện Nhân nắm thành phố này, ông Nên đã cho bắt ông Tất Thành Cang. Đây được xem là cách mà Nguyễn Văn Nên làm cho những lợi ích nhóm ở địa phương tại đây phải e sợ về sức mạnh của ông. Sau một thời gian dài khá lâu, im hơi lặng tiếng, thì ngày 20 tháng 4, ông Nguyễn Văn Nên cho thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với 8 đảng viên. Cũng như Nguyễn Phú Trọng, nếu muốn triệt hạ ai, ông hay dùng Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì ông Nguyễn Văn Nên cũng như vậy. Ông dùng Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với những ai không vừa mắt. Lý do thanh trừng vẫn như những lý do mà lâu nay ông Trọng vin vào đó để biến nhiều quan chức thành củi, tống vào lò. Đó chính là tội tham ô. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên giờ là vua một cõi như Lê Thanh Hải trước đây. Được biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đề nghị thi hành kỷ luật đối với 9 đảng viên vi phạm pháp luật trong vụ án tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài. Dựa trên quy định của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với 8 đảng viên thuộc thẩm quyền của mình. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 7 đảng viên, nguyên là lãnh đạo, nhân viên, công ty trách nhiệm hữu hạn, một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài, bao gồm bà Trần Hoàng Nguyệt, cựu Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, ông Lương Thanh Điền, đảng viên Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020-2025, cựu thành viên chuyên trách Hội đồng Thành viên, cựu Kiểm soát viên Công ty, ông Trần Công Thanh, cựu Đảng ủy viên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Phan Tiến Công, cựu Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Đình Mười, cựu nhân viên Phòng Tài chính Kế toán Công ty, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Lao động thuộc Công ty, và ông Nguyễn Văn Quyết, cựu Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng Lao động thuộc Công ty này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Nên tạo nên thế lực mới quanh ông ta. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Nên còn cho thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Phan Thị Thanh Xuân, cựu đảng ủy viên, nguyên phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy quyết định kỷ luật theo thẩm quyền đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Nhung, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ quan nước ngoài. Ngoài ra, bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng quyết định thi hành kỷ luật theo hình thức khiển trách đối với ông Trần Văn Lâm, đảng viên chi bộ khu phố 5, Đảng ủy phường 7, quận 8. Trong quá trình công tác, ông Trần Văn Lâm chưa thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật hình thức khai trừ đối với ông Đỗ Văn Sang, đảng viên chi bộ 11F, Đảng bộ phường 7, Gò Vấp, cựu ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng.
Trong thời gian giữ chức vụ là giám đốc công ty 75, binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng, ông Đỗ Văn Sang đã vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí số tiền lớn, bị cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, quân khu 5 truy cứu trách nhiệm. Như vậy, qua tay của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, ông Nguyễn Văn Nên đã thanh trừng hàng loạt nhân sự. Tất nhiên, những nhân sự mới thay thế phải biết sống như thế nào cho phải đạo. Như vậy, hứa hẹn rằng thế lực Nguyễn Văn Nên sẽ là một thế lực rất mạnh ở thành phố này.